chào cả nhà. Hi hi hi. Cả nhà ơi. À, ngày hôm nay buổi chiều vợ chồng em lại ra ruộng đây, và bây giờ là 6 giờ 40 phút chiều tại Hàn Quốc. À, bây giờ thì hai vợ chồng em vừa mới ra ruộng xong và bây giờ thì chồng đang làm đất ở đằng sau. Ngày hôm nay thì lên luống và để trồng ngô ở khu vực này, là cái ruộng nhà em đã thuê của hai ông bà ở đây. À, ruộng này thì đã làm đất được 2 ngày rồi, tuy nhiên thì vẫn chưa có xong. Ngày hôm nay thì tranh thủ ra làm thêm vào buổi tối. À, do dự báo thời tiết là ngày mai trời nó mưa, mà nó mưa xuống thì đất nó không có dễ làm. Với lại là khi mà mưa xuống ấy thì mình cái độ ẩm ở dưới đất ấy nó cao ấy, đất nó hơi chặt các bạn ạ. À, sau khi làm luống xong thì trời mưa nó xuống thì nước nó sẽ đọng ở trong luống, thì nhà em sẽ phủ ni lông và trồng cây, như thế thì nó cũng tốt hơn cho nông nghiệp. Vì vậy là ngày hôm nay chồng em tranh thủ buổi tối ra đây làm. À, ngày hôm nay tâm sự thêm với các bạn việc lấy chồng Hàn Quốc thì có suy nghĩ như thế nào, nói chung là lấy chồng Hàn Quốc thì sướng hay khổ này. À, bạn nào mà muốn tâm sự về cuộc sống lấy chồng Hàn Quốc hay là lấy chồng Hàn Quốc có những cái điều gì thì có thể tâm sự, nhắn tin Facebook, Zalo với em và có thể nói chuyện nhé. À, bây giờ thì sẽ tâm sự thêm với các bạn về cuộc sống lấy chồng Hàn Quốc này. Đầu tiên thì chồng em này làm nông các bạn ạ. Nhiều bạn thì cứ nghĩ là lấy chồng Hàn Quốc sang bên này, lấy chồng nước ngoài thì cuộc sống chắc là sung sướng giàu sang rồi, là thích lắm. À, rồi là có người thì thấy em chia sẻ cuộc sống làm nông thì cũng nói là úi giời ơi, lấy chồng về mà còn đi làm nông các kiểu này, rồi là đấy, lấy chồng nước ngoài mà lại phải khổ như thế á. Rồi là có bạn thì cũng nói là đấy là cái đồ ham tiền các kiểu, rồi bắt đầu mới đi lấy chồng nước ngoài này nọ. Nói chung là em làm YouTube này rồi cũng có đăng ở trên Facebook, Zalo thì cũng có rất là nhiều người nói những cái lời khó nghe này, rồi nói tiêu cực. Nói chung là thì mọi người mỗi người có một ý kiến này, ai muốn nói gì thì mình cũng lắng nghe và xem là họ nói đúng hay nói sai. Rồi có thể ví dụ như là nếu mà ai có những cái lời khuyên hay hay là có những cái bài học quý giá thì em cũng có thể học hỏi từ đó. Còn nếu mà bạn nào mà nói những cái lời khó nghe hay tiêu cực thì có thể là em cũng nghĩ là đấy là cái quan điểm của họ, thì cái suy nghĩ của người ta, mình thì cũng không thể có cách nào mà biết được người khác nghĩ gì, đúng không ạ? Đối với trường hợp của em thì nói khổ thì cũng không phải khổ, mà sướng thì cũng không phải sướng. Nói chung là bình thường các bạn ạ. Lấy chồng thì người ta gọi là sướng khổ nhờ chồng. Được cái là chồng em khá là chăm chỉ, như các bạn thấy đằng sau đây. Chồng thì đi cày ruộng, còn vợ thì cứ đứng đây ngắm chồng thôi, chứ cũng chả phải làm cái gì. Thường thì được cái là chồng Hàn Quốc thì khá là chiều vợ. Đối với một số người chồng thì cũng chả chiều đâu, cũng gia trưởng này nọ, cũng nói chung là thượng cẳng chân hạ cẳng tay là chuyện bình thường. Đấy, mỗi người thì lấy một người chồng thì sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau. Lấy chồng ở đâu thì cũng vậy thôi. Em nghĩ là lấy chồng ở Việt Nam hay Hàn Quốc thì cũng có người này người kia, đúng không ạ? Mỗi người thì có một cái số phận rồi. Người ta gọi là có số sao thì hưởng vậy. Còn nếu mà muốn thay đổi thì chúng ta nên thay đổi cái hoàn cảnh sống của mình. Bạn thấy thì chồng em bây giờ đang cày ruộng, được cái là rất là chăm chỉ. Lấy được một người chồng chăm chỉ thì nhiều khi là mình cũng phải khổ lây các bạn ạ. Nhiều khi chăm chỉ quá ấy. Chăm chỉ quá thì là phải lôi vợ đi theo. Mà chồng làm cái gì thì vợ đa số là cũng phải làm cùng cái đó. Thường thì các bạn thấy là ở trong một gia đình ấy, hai vợ chồng nếu mà làm cái công việc khác nhau, khác hẳn công ty đi, ngày làm 8 tiếng mà cùng về cùng nghỉ thì không nói làm gì. Ví dụ như các bạn làm đi làm công ty về, sau đó là chồng lại làm một cái việc khác cũng rất là bận rộn, cũng từ sáng đến tối lại còn phải làm thêm vào buổi đêm hay gì đấy, thì mình cũng phải phụ giúp, đúng không ạ? Chứ không thể là chồng đi làm mà mình ở nhà chơi được. Nhiều người nói là thôi kệ ông ấy, để ông ấy làm, mình thì ở nhà cũng được. Cũng có nhiều người nói như thế các bạn ạ. Tuy nhiên thì vợ chồng mà phải đi làm cùng nhau, rồi là phải cùng nhau chia sẻ, cùng nhau gánh vác thì cuộc sống nó mới gắn kết được, mới đầm ấm và cảm thấy yêu thương nhau hơn. Tuy mình có thể ở nhà, chồng cũng có thể đi làm một mình thì chồng cũng không nói gì đâu, nhưng mà trong cái thâm tâm của chồng ấy thì cảm thấy hơi cô đơn một chút, hơi buồn một chút, và đi làm một mình thì cảm thấy nó gọi là thiếu sự chia sẻ của vợ ấy, thì thấy bớt thương vợ hơn chẳng hạn. Đấy, em nghĩ là như vậy. Vì vậy là em muốn chồng em thương em hơn, thì lúc nào em cũng san sẻ với chồng này, đi làm cùng chồng. Nói chung là cái gì thì hai vợ chồng cũng đi làm cùng nhau, lúc nào thì cũng phải dính với nhau thì nó mới gắn kết được. Cãi nhau thì lúc cãi nhau thì nói ít đi và tránh nhau ra một chút, còn nếu mà lúc không cãi nhau thì dính với nhau một chút cũng được. Thực ra thì vợ chồng em mới cưới nên là cũng bây giờ thì vẫn bình thường ạ. Bây giờ thì tính ra là cưới được 3 năm rồi, sống với nhau cũng được hơn 2 năm rồi. Cãi nhau thì cũng có to nhỏ này. Nói chung là vấn đề thì chẳng có nhà nào không có, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đối với vợ chồng em thì cũng chỉ có qua qua thôi. Giận nhau lắm nhưng được một tuần. Được cái là chồng cũng nghe lời vợ một chút, cũng biết thương vợ, cũng biết nghĩ cho vợ. Đấy là một số những cái điều mà em cảm thấy được an ủi. Cuộc sống của em lấy chồng Hàn Quốc thì khá là vất vả.
Nhiều bạn cứ nói là lấy chồng Hàn Quốc thì chắc là sang làm cái gì không biết, nhưng mà được nhiều tiền lắm, thấy gửi về nhiều tiền lại thấy thích lắm. Có nhiều bạn lấy chồng Hàn Quốc về thì xây nhà 3-4 tầng này, rồi gửi cho bố mẹ để tiền ngân hàng đầy các kiểu. Cũng có rất là nhiều người so sánh các bạn ạ. Đấy, con nhà người ta lấy chồng về thì xây nhà 3 tầng này, rồi cho bố mẹ 4-5 tỷ, 2-3 tỷ trong ngân hàng. Có nhiều người so sánh và nói như vậy lắm. Tuy nhiên thì đối với trường hợp gia đình nhà em thì không có. Thực ra thì em sang lấy chồng Hàn Quốc, sang bên này thì cuộc sống cũng buôn trải vất vả, rồi đi làm kiếm tiền thì gọi là cũng ăn qua ngày thôi, cũng chả phải giàu có cái gì, cũng không phải là quá là có của tiền của để gì cả. Làm một ngày thì ngày hôm nay ăn cũng phải nghĩ đến ngày mai, chứ không phải là có tiền mà sống suôn sẻ được mà không đi làm. Gia đình các bạn ạ, có người mà lấy được chồng giàu ấy thì cũng có những trường hợp như vậy. Tuy nhiên thì đối với lấy chồng nhà em, chồng nghèo thì em cũng phải san sẻ cùng chồng. Không phải là chồng không muốn cho, nhiều bạn thì cứ nói là chồng Hàn kẹt sỉ bún xỉn các kiểu. Thì có trường hợp như vậy, nhưng mà đối với chồng em thì có nghèo nhưng mà cũng không phải là quá là bún xỉn, cũng không phải quá là kẹt sỉ, nhưng mà được cái là cũng tiết kiệm. Tiết kiệm thì tốt. Dạo trước thì còn sống cảm thấy nó ngột ngạt khó khăn hơn trước, mà khi mà không hiểu nhau ấy các bạn. Dần dần thì bây giờ thì cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi, hiểu nhau hơn, quan tâm hơn, rồi là hai người thì cùng san sẻ và cùng nói chuyện. Nói chung là có vấn đề gì hai vợ chồng em cũng nói chuyện với nhau hết. Không hài lòng cái gì thì cũng phải nói ra này, rồi thích cái gì, muốn làm cái gì thì cũng phải nói ra. Nói chung là như thế thì hiểu nhau hơn và cảm thấy cuộc sống nó cũng gắn kết và đầm ấm hơn rất là nhiều. Nhiều bạn thì nói là lấy chồng Hàn Quốc thì như thế nào hả chị, có sang bên đấy thì làm cái gì? Thường thì bên này có rất là nhiều công việc để làm các bạn ạ. Ví dụ như các bạn có thể đi làm công ty, đi làm nông, rồi là đi làm nhà hàng, khách sạn. Nói chung là rất là nhiều việc. Tại vì những cái công việc chân tay nặng nhọc mà nó thường vất vả, cho nên là người Hàn thì thường những cái bà cô, bà thím, rồi là những người nhiều tuổi ấy, họ không thể xin việc được ở chỗ khác thì họ mới cũng làm những công việc đấy. Thì mình thì cũng có thể làm được những công việc đấy, tại vì tiếng thì cũng không phải yêu cầu quá là nhiều, chỉ biết sơ sơ thôi cũng có thể làm được. Hoặc là những cái công việc chân tay ấy, như là rửa bát này, lau nhà hay dọn vệ sinh, hay là đi làm ở một số những cái công ty mà nhàn ấy, thì người Hàn người ta cũng làm rất là nhiều rồi các bạn ạ. Cũng ít khi mà người nước ngoài có thể xin được những chỗ nhàn lắm. Ví dụ như kiếm được chỗ nào nhàn nhàn thì người ta cũng làm, người ta chẳng nghỉ đâu. Thường thì công việc cũng có những cái nơi có công việc nhàn, nhưng mà cái nơi đấy nó phải có thật là nhiều công ty, cũng thật là nhiều việc. Chứ còn những cái vùng như là cái vùng của em ấy thì thực ra nó không có quá là nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp. Công việc cũng rất là hạn chế, cho nên là đôi khi là công việc nhàn, công ty mà nhàn thì thường cũng rất là ít. Không biết là chồng các bạn khác thế nào, chứ đối với chồng em thì không phải nói là khoe chồng, chứ chồng em được cái là rất là chăm chỉ, hiền lành, hiểu vợ và giúp đỡ vợ cũng rất là nhiều. Rồi là đôi khi là mình nói thì chồng cũng biết lắng nghe, khi mình có những cái khó khăn mà người ta không thể hiểu được. Tại vì người Hàn thì họ ở đây cả năm cả đời rồi thì làm sao mà họ biết được những cái khó khăn hay là những cái điều mà mình cảm thấy khó chịu, hay là những cái thứ mà mình cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy gặp thấy quá là ngột ngạt trong cái cuộc sống ở bên nước ngoài như thế này. Thì tốt nhất là các bạn nên nói với chồng, thì khi mà em chia sẻ với chồng thì chồng cũng hiểu cho và cũng san sẻ cái nỗi lòng với mình. Tuy không phải là cái vấn đề vật chất nhưng mà vấn đề tinh thần cũng rất là quan trọng. Em cảm thấy đôi khi cũng khá là may mắn, tuy cuộc sống làm nông, lấy chồng về làm nông rất là vất vả, chồng thì cũng khá là nhiều tuổi. Rồi là đôi khi thì mệt quá cũng cáu các bạn ạ. Đi làm thì nó vất vả, mà đi làm nông các bạn biết rồi đấy, nhiều khi nắng mưa dãi dầu, rồi ngày thì không phải làm 8 tiếng mà có ngày cũng làm đến 10, 12 tiếng là chuyện bình thường. Việc nhà mình mà việc nó đầy ra đấy thì cũng phải làm thôi. Làm sáng rồi đến làm trưa, trưa rồi đến tối, tối rồi đến đêm. Có ngày thì em làm nông đến hẳn 1 giờ đêm đấy các bạn ạ. Thực ra thì làm nông là cái việc của nhà mình thì lúc nào mình mệt thì mình nghỉ. Ví dụ như mệt thì nghỉ khoảng 30 phút hay là 40 phút rồi lại làm. Nhưng mà tóm lại là một ngày cũng phải làm, có ngày nhiều cũng phải làm đến 12 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Có đêm thì cũng làm đến 1-2 giờ đêm. 2 giờ đêm thì chưa có, đến 1 giờ đêm thì có rồi các bạn ạ. Em hái ớt đến 1 giờ đêm là chuyện bình thường. Đấy là một số những cái đặc thù. Công việc thì tuy nó không phải quá là nặng, tuy nhiên thì cái tần suất làm việc nó khá là lâu và cái độ tốc độ làm việc nó nhanh. Cho nên là cơ thể thì dĩ nhiên là cũng phải có mệt mỏi, đau nhức các kiểu. Rồi là nắng mưa, da thì xấu, mặt thì sạm, rồi tàn nhang, nám nên cũng rất là nhiều. Đấy là một số những cái đặc điểm lấy chồng làm viên làm nông nghiệp. Chồng em thì thực ra thì cũng không có nhiều tiền, công việc thì kiếm khá là mỗi việc kiếm một ít. Được cái là chịu khó, chăm chỉ.
Thì đôi khi là mình cứ thấy thôi, không phải là cần quá là giàu, chỉ cần chồng hiểu và yêu thương mình là được. Rồi là chăm chỉ chịu khó thì đồng vợ đồng chồng tắt biển đông cũng cạn, đúng không ạ? Em thì cũng nghĩ là như vậy, cho nên hai vợ chồng cứ cố gắng làm việc, rồi là chăm chỉ hết mùa này đến mùa khác. Hy vọng năm nay có một mùa nông dân đội bội thu, có thể kiếm được thêm một chút thu nhập. Nông dân ở Hàn Quốc thì cũng giống như nông dân ở Việt Nam thôi các bạn ạ. Các bạn biết ở đấy nông dân thì tùy theo từng cái cơ sở và tùy theo cái mức đầu tư mà kiếm được cái số tiền khác nhau. Nhà em thì thuộc nông dân nhỏ thôi, làm kiểu hộ gia đình, cho nên là kiếm thì cũng chỉ được một năm được 10.000 won, được 10.000 đô. Một năm thì kiếm được khoảng 10.000 đô thì làm cũng mệt lắm. Làm cũng phải cả tháng làm triền miên ấy, như chồng em cũng chẳng có ngày nghỉ đâu. Nhất là lúc nào rảnh lại càng phải ra làm lông nhiều. Đấy, chia ra thì một tháng là hơn 1.000 đô, thì đối với ở Hàn Quốc thì tiêu cũng trả được bao nhiêu, thực ra thì nó rất là nhanh. Đấy là chồng em cũng phải kiếm thêm tiền ở các cái ngành nghề khác nữa, ví dụ như đi dạy học này, rồi là đi làm thêm ở YouTube ấy, thì cũng kiếm được thêm một chút thu nhập. Vậy là cộng vào thì cũng chỉ đủ sống thôi. Một tháng thì cũng chỉ kiếm được khoảng trung bình là 3.000 đô một tháng đối với chồng em. Như các bạn thấy đây thì chồng em làm khoảng 30 phút là được 2, 4, 6, 7 cái luống cả nhà. Có tay cái máy ấy, nhìn vậy chứ nó rung đau hết cả tay. Riêng mà em mà cày được một luống thì về nhà giã tay luôn các bạn ạ. Vì nó có sỏi thì nhiều khi cái bánh máy cày ấy nó có đánh ra lửa luôn. Và đôi khi làm những cái việc máy móc này thì rất là nguy hiểm. Có lần thì chồng em suýt nữa bị máy nó lùi, nó đẩy á, lùi nó còn đè cả lên người, rồi là không phanh kịp thì rất dễ xảy ra tai nạn. Mỗi khi chồng em mà đi làm một mình em cũng khá là lo lắng, vì vậy là đôi khi cứ phải đi theo ra đây giám sát ấy. Giám sát xem là chồng làm có ok không, có an toàn không. Nhiều khi ở nhà cũng sợ, cũng lo này nó kia. Đây là kiểu nhà hanok nốc của Hàn Quốc các bạn ạ, nhà truyền thống dạng ngày xưa. Đây, nhà này thì khá là cũ rồi, lâu đời rồi. Và nhà này bây giờ không có người ở. Tối om om này có nhìn thấy gì mấy đâu mà chồng em vẫn đi cày các bạn ạ. Đấy là hôm nay không mang đèn ấy. Mang đèn chồng em nó còn đội lên đầu, còn cày thêm tiếng nữa cơ. Bây giờ tối này chắc chuẩn bị gọi chồng về thôi. Wow, mọi người cả nhà ơi, bây giờ tối hơn rồi đấy. Em đứng đây nói chuyện với mọi người một lúc mà chồng em cày được một nửa ruộng kia rồi. Thấy không ạ? Cái đám đất thì nó đen một nửa rồi, rất là nhanh. Hôm nay thì em tâm sự đến đây thôi. Bây giờ khá là tối rồi, ngày hôm sau tâm sự tiếp với mọi người nhé. Rất là vui khi mà chia sẻ đến mọi người cuộc sống ở Hàn Quốc. Và đây là cuộc sống làm nông của Hàn Quốc, cày ruộng ngô cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh và like video giúp em nhé. Hai vợ chồng em thì đi làm nông buổi tối muộn, thường ăn ở ngoài. Thường hai vợ chồng mua thức ăn, các cái món cơm Hàn Quốc, ít khi ăn món Việt Nam lắm. Tại vì chồng em thấy ăn món Việt Nam không có no, lại còn đắt nữa. Ví dụ như một bát canh như thế này và một bát cơm theo văn hóa ẩm thực Hàn Quốc thì giá cũng chỉ bằng một bát phở Việt Nam thôi. Ăn bát phở Việt Nam thì đối với chồng em hơi đói, cho nên là thường thì hai vợ chồng đi ăn món Hàn.